30, còn gói trước là nhiêu đây? Cái để cái năm đó là 580 nha các bạn. Vũ mến chào các bạn. Bây giờ mình thấy có một con Bellywood, nó đang xế để mà làm xốp đất cho đất nó mau khô các bạn. Với lại nữa là nó làm cho cái cây mì nó gì ra. Tại cây mì nó rất là nhiều. Cái con này thì mình mới thấy lần đầu các bạn. Cái con màu trắng này nè. Ở đây là hồ dầu tiếng nên nó là nước rút tới đâu thì mấy cày là cày tới đó đi các bạn. Và xế tới đó thì ở đây nó có nhiều cái đám đất nhưng mà có mấy cái đũng nước mà chưa có khô á, nên nó là xế qua một quận trước đây nè để mà cho đất nó lau khô á. Con này là 505. Thế này chắc của thế của Ba Quang. Cái thằng này mình tra ra hình như là nó với cái thằng 525 là cái thằng 525 là đời sau của thằng này vậy, nhưng mình tra nó ra là nó chung là thông số, mà cái thằng này 505 là nó một cầu, thằng 525 là nó hai cầu, nó đời sau, nó đời cao hơn, nó hai cầu. Máy bơm này bắt đầu đem xuống để mà sử dụng các bạn. Thì ra nó đang đậu nè, mình quay ra cho các bạn xem chi tiết chút xíu nha. Nó đó thì cũng y như mấy kia thôi, hai bình dầu ở đằng sau. Ồ, có vỏ sao bị ngang lớn à. Ồ, người có 18430 mà thấy con ngang lớn ghê. 18430 còn vỏ trước là nhiêu đây? Trước là 20 các bạn, nhưng mà hai số đầu bị phức rồi, hai số đầu phức tiêu rồi. Cái để cái năm nó là 580 các bạn. Thằng này là một cầu, hồi nãy nói cho bạn nghe đó, nó là động cơ nó là 4.8 lít, nó là hành trình phía tông đó là tới 110 tới 125 các bạn. Phải 3 kg rồi.
Ủa anh giờ là bỏ cái đó xuống đây, cái máy dầu vô đó xuống đây luôn hả? Bỏ lên mình kéo ra mà kia phân cái phân viết. Ủa vậy giờ trả đi hả? À là đi ra tới đâu lên? Đó là phân viết. À là phân viết đó hả? Rồi giờ kéo trả cái máy dầu đi nè các bạn. Chăn cài dấu dằn xới này của Ba Quang hả anh? Giờ Ben lên lôi đi hay gì á? Cái cảnh này cũng hiếm gặp nha các bạn. Hôm nay có dịp mà quay cho bạn xem à. Đó, lên. Rồi vậy lôi được rồi. Hôm qua cái kia là nó bỏ trên cái bỏ lên trên cái được các bạn. Bỏ lên trên cái đứng nằm trên cái dàn sới luôn á. Đây là mà anh ra phần giếng luôn nha các bạn. Đó, thôi bây giờ lại quay phần giếng cho các bạn xem luôn nha. Hino. Hino. Ủa anh Hino này là của Nhật hả? Thằng Hino này là của Nhật luôn hả? À. Thằng này chắc cũng già dữ rồi. Kéo cái thằng này qua đây để mà chia, biết không các bạn, để mà bơm nước ở dưới cái mé nước này nè, bơm nước dưới cái mé hồ này nè, để mà đưa nước lên trên để mà cho mấy ông thợ phân giếng đó, chỉ có vậy thôi đó. Giờ nay mình vừa quay mé cài, vừa quay cái nó vừa quay máy cài vừa quay cái bơm nước này lên luôn nha các bạn. Cái thằng này thì hồi nãy mình quay thì nó có một cái bên đây nó có cái thùng các bạn.